Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 610, là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, lũ vách âm thân, ngậm ngọc luôn nha. Đây, ngậm một viên đá ở đây rất khá là đẹp. Đá là thạch, thạch là ngọc luôn nha. Rất là đẹp. Sống khỏe luôn. Rồi cây này có hoành là 100, cây cao là 52, chiều rộng là 65. Bầu ươm hiện tại rộng nhất là 50. Cây này mình xin giao lưu là 1.800k bao ship luôn nha. 1.800k bao ship rất chi là mềm luôn. Cây này bình thường thì mình giao lưu khoảng 2.500 đến 3.000. Nhưng hôm nay mình dọn vườn luôn. 1.800k bao ship thôi. Khá là VIP. Lũ vách âm thân mà còn ngậm đá nữa. Rất chi là mềm luôn nha. 1.800k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.